Rất vui được gặp lại các bác tại kênh YouTube của Yếm Thanh Bãi 197 Lê Duẩn, Hà Nội. Trong số lần trước thì em đã cùng cả nhà khám phá những chương trình CD của cặp song ca Chế Linh Thanh Tuyền và phát hành sau năm 1975 rồi. Và vậy thì hôm nay em sẽ cùng cả nhà khám phá nốt những cái album của hai song ca huyền thoại này thu âm trước năm 75 nhá. Hôm nay thì em có tổng cộng 6 chương trình đĩa CD, gồm có bộ 3 tiếng hát Thanh Tuyền 123 rất là kinh điển, cũng như là hai chương trình đĩa của Chế Linh trước năm 75, đó là tiếng hát Chế Linh 1 và Chế Linh Tình Bơ Vơ. Ngoài ra còn có một album Chế Linh Nụ Cười Chua Cay nữa. Tất cả những album ngày hôm nay thì đều là đồng giá 300.000, tức là một hộp gồm có hai album. Các bác biết rằng là với những chương trình băng cổ trước năm 75 thì bao giờ là những cái băng cassette hay là băng cối nó cũng có hai mặt A mặt B đúng không? Thì khi mà mình sang tái bản lại sang cái đĩa CD thì nó cũng sẽ gồm hai đĩa bên trong. Thì cả bộ một hộp như này có giá là 300 các bác nhá. Tất cả đều là phôi đúc CDV trên CA, lòng trắng F1, chất lượng rất là tốt. Thì các bác hoàn toàn có thể dùng để mình nghe thử test dàn âm thanh. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu với những chương trình của Chế Linh trước đi. Bác nào mà xem clip ngày hôm nay mà mình muốn đặt mua đĩa CD thì có thể nhắn tin Zalo bên em là 0912906897. Bên em nhận ship CD từ 3 đĩa trở lên và miễn phí ship từ 700.000 các bác nhá. Bác nào mua 10 đĩa thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Mở đầu clip ngày hôm nay sẽ là album tiếng hát Chế Linh 1, có thể nói là album bất hủ nhất mỗi khi mà nhắc đến những cái album mà trước năm 75. Trong tiếng hát Chế Linh 1 thì có rất là nhiều những ca khúc đã làm nên tên tuổi của giọng ca Chế Linh, như là Ngày Đó Xa Rồi, Con Đường Mang Tên Em, Đôi Ngả Chia Ly, Đoạn Cuối Tình Yêu, Con Đường Xưa Em Đi, Lời Cho Người Tình Phụ, Xin Làm Người Xa Lạ, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Đoạn Tái Bút, Một Lần Hiện Diện. Mỗi album này nó gồm có hai đĩa bên trong thì có giá là 300.000 các bác nhá. Đây, mặt A mặt B giống như là một cái chương trình băng cassette hay là chương trình băng cối hồi xưa vậy, nó cũng có hai mặt như này. Thì một cái hộp đĩa như này có giá là 300 các bác nhá, tất cả những chương trình trước năm 75. Tiếng hát Chế Linh 1 còn được anh em gọi về cái tên là Chế Linh Cười. Em không biết tại sao lại gọi là cái tên đấy, nhưng mà từ hồi em bán đĩa là các bạn khách cũng như là mọi người đều đã gọi cái album đấy là Chế Linh Cười rồi. Album tiếp theo là album Chế Linh Tình Bơ Vơ. Mọi người còn hay gọi đây là album Chế Linh và 18 ca khúc bất hủ nữa. Thì trong này thì các bác đúng như là tên gọi luôn, trong này cũng có 18 cái ca khúc nhạc vàng rất là kinh điển, như là Đêm Buồn Tình Lẻ, Trong Tầm Mắt Đời, Thành Phố Buồn, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, Tôi Đưa Em Sang Sông, Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối này, Đêm Nguyện Cầu, Hòa Âm và Ban Nhạc Văn Phụng. Những sáng tác của Lam Phương, của Hoàng Thi Thơ, của Tú Nhi, của Anh Bằng, của Trúc Phương, của Lê Minh Bằng, Chế Linh Tình Bơ Vơ. Trong này cũng có gồm hai đĩa luôn các bác nhá. Đây, hai mặt đĩa đây, rất là đẹp. Em sẽ cho các bác xem thử cái phôi đĩa F1 của những chương trình trước năm 75 đây. Đây là phôi CDV trên CA, chất lượng chuẩn. Các bác cũng đừng hỏi là cái chương trình trước năm 75 này có đĩa gốc không nhá, bởi vì trước năm 75 hồi đó chưa có đĩa CD, hồi đó người ta mới chỉ nghe băng cassette với cả băng cối rồi đĩa than thôi, chứ chưa có những chương trình đĩa như này để mình thử dàn. Cho nên là mình chỉ được chơi cái chương trình tái bản F1 của những cái album trước năm 75 như này thôi. Một album nữa, album này thì lại rẻ hơn vì nó là đĩa đôi, chỉ có một đĩa bên trong thôi thì có giá là 150. Album Nụ Cười Chua Cay. Thực tế thì album này không phải là album thu âm trước năm 75 đâu, bởi vì album này phát hành năm 92 cơ. Nhưng mà em không hiểu tại sao các bác mà mua những cái băng của Chế Linh trước năm 75 toàn mua thêm cái album Chế Linh Nụ Cười Chua Cay này. Có thể là một phần là bởi cái chương trình rất là hay của ba ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ là Hương Lan này, Chế Linh, Thanh Tuyền. Những ca khúc như là Một Loài Chim Biển, Linh Hồn Tượng Đá, Sao Anh Lỗi Hẹn, Nghìn Thu Vĩnh Biệt, Trong Tầm Mắt Đời, Một Lần Giang Dở, Ga Chiều Phố Nhỏ, Một Chuyến Xe Hoa, Phòng Thu Là Người Đẹp Bình Dương và Asia, phát hành năm 92 bởi Trung Tâm Mai Khanh Hải Ngoại. Đĩa này có giá là 150. Không phải là trước năm 75 đâu, em xin nói lại luôn là không phải trước năm 75. Nhưng mà các bác nào mà nghe những cái đĩa Chế Linh trước năm 75 toàn mua thêm đĩa này, chứng tỏ là album này cũng rất là hay và chắc là các bác cũng truyền tai nhau đây đúng không? Album Nụ Cười Chua Cay 150 nhá. Còn những cái album còn lại thì đều là 300. Các bác lưu ý giúp em vì nó là đĩa đôi. Tiếp đến sang giọng ca của Thanh Tuyền thì sẽ có 3 album tiếng hát Thanh Tuyền 123 rất là kinh điển rồi. Các bác nên sưu tầm cả bộ 3 đĩa như này bởi vì các bài hát nó không trùng nhau và mình cũng đỡ mất công sưu tầm lại luôn. Tiếng hát Thanh Tuyền 1 sẽ có những ca khúc như là Không Bao Giờ Quên Anh, Những Đồi Hoa Sim, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Chỉ Có Tình Yêu, Đôi Ngả Chia Ly, Một Lần Ghé Thăm, Đêm Dài Chiến Tuyến, Nếu Đời Không Có Anh. Nhiều bác cũng hỏi rằng là nhạc trước năm 75 thì nó có tiếng, nó có tốt không? Thực tế thì mỗi cái dòng nhạc lại nó lại có một cái
nét hấp dẫn khác nhau. Các bạn biết rằng là chương năm 75 thì đương nhiên là cái phần nhạc họ không thể làm tốt như là chương trình sau năm 75 được. Thì hồi đấy làm gì có thiết bị thu âm chuẩn cũng như là cái phòng thu, làm gì có phòng thu xịn đâu đúng không? Tuy nhiên thì những chương trình trước năm 75 thì đều là dùng những cái nhạc cụ nghe nó rất là mộc mạc, rất là dân dã, cũng như là giọng ca hồi đấy thì thu gần như là thu kiểu trực tiếp ấy, thành ra là chất lượng thu âm nó dù nó không được hay như là sau này, tuy nhiên thì nó vẫn đem đến cái cảm giác rất là hoài niệm, cực kỳ là hoài cổ. Nhất là các bác nào mà đã sinh ra và lớn lên trong cái thời đấy thì chắc chắn là sẽ ghi nhớ mãi những kỷ niệm mà mình được nghe những cái chương trình băng cassette và băng cối đúng không? Hồi đó thì làm gì đã có những cái chương trình đĩa CD xịn như bây giờ. Thực sự là một cái sự hoài niệm rất là hay cho bác. Dù sao thì những cái chương trình này nó cũng đã gắn bó với một phần tuổi thơ, cũng như là gắn bó với một phần lịch sử rồi. Album Thanh Tuyền 2 cũng rất là nhiều ca khúc kinh điển. Rừng Lá Thấp này, Sao Không Thấy Anh Về, Tình Thư Của Lính, Tiếng Sông Hương, Thành Phố Buồn, Giờ Này Anh Ở Đâu, Từ Khi Vắng Anh, Những Ngày Thơ Mộng, Cánh Buồm Chuyển Bến, những sáng tác của Trần Thiện Thanh, Duy Khánh, Đỗ Kim Bảng, Phạm Đình Chương, Hoàng Thi Thơ, Mạnh Phát, ban nhạc Lê Văn Thiện và Trần Trịnh. Đây là cái phôi đĩa đây. Các bác nhìn cái lòng đĩa cũng rất là giống với hình ảnh một cái băng cối đúng không? Trông nó thiết kế cũng rất là giống băng cối luôn vậy. Kể cả các bác nghe nhá, cũng sẽ nghe thấy những cái âm thanh nó, cái tiếng nhạc cụ nó kẽo kẹt này, rồi nó xì xoẹt, cái tiếng của cái băng cối nghe nó rất là thật luôn ấy. Nhất là bác nào mà thích nghe giọng ca Chế Linh mà rên rỉ mà thôi uống rượu vào nghe Chế Linh vào thì đúng là quên sầu luôn. Album cuối cùng để kết thúc clip ngày hôm nay sẽ là album băng nhạc Thanh Tuyền 3, Thuyền Không Bến Đỗ. Trong này thì có khá là nhiều ca khúc hay, Đưa Em Vào Hạ này, Lý Quạ Kêu này, Ngày Đá Đơm Bông, Tình Thiên Thu, Trăng Dụng Xuống Cầu, Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương, Phố Chiều, Xin Anh Giữ Chọn Tình Quê, Chuyến Đi Về Sáng, Tình Sầu Biên Giới, Hòa Âm và Ban Nhạc Hoàng Thi Thơ và Trần Trịnh, cũng gồm hai đĩa là 300 một hộp này luôn. Phôi rất là đẹp luôn. Em cho các bác xem thử cái lòng đĩa một chút nhá. Đấy, bao giờ đĩa trước năm 75 nó cũng có hai mặt A mặt B như này, thì các bác nhớ lưu ý là lật cái mặt đĩa ra để mình thử. Vậy là mình không cần phải tốn tiền, quá nhiều tiền để đầu tư một cái thiết bị băng cối hay là một cái đầu băng cassette nó rất là cổ nữa, mà bây giờ mình vẫn có thể nghe những cái chương trình trước năm 75 mà với những cái định dạng đĩa CD như này, chất lượng cao. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay thì em đã quay được có thể nói 5 album hay nhất của Chế Linh Thanh Tuyền trước năm 75 rồi. Và một cái đĩa này thì em như kiểu cho thêm vào thôi, cho đủ 6 đĩa thì em không thích số lẻ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip ngày hôm nay. Nếu các bác thích album nào thì đừng quên nhắn tin qua Zalo bên em là 0912906897 để em soạn đĩa cho mình nhá. Bên nhận ship COD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Và bác nào mua 10 đĩa thì em sẽ tặng thêm một đĩa kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ thì em sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo ạ.